Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Khoai TV. Thì hôm nay mình có cái ứng dụng hay muốn chia sẻ với anh em. Này, cái ứng dụng là chuyên test cái màn hình này, màn hình cảm ứng và các phím chức năng của iPhone như các bạn nhé. Và những cái phím chức năng này, camera, mic, loa, gọi là full trong một các bạn. Cái ứng dụng này thì nó trên App Store là nó có giá 22.000. Thế nhưng mà các bạn muốn tải ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Ở trong cái tài khoản App Store của mình đã có sẵn cái bản mua cái bản này sẵn rồi các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cái link Facebook ở dưới mô tả video. Rồi, cái ứng dụng này có tên là Touch Scan. Đây các bạn nhé, các bạn có tìm thấy Touch Skin này. Giá của nó là 22.000 này các bạn này. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn nha, mình tải về này. Đây này, cái bản cập nhật này là miễn phí vì bản phiên bản trước có mục đích của mục này. Đây này. Trước đây là mình mua cái thời gian nó đang miễn phí nên là giờ mình vẫn được dùng free các bạn. Rồi mình đã tải xong cái ứng dụng rồi các bạn nhé. Đây là cái ứng dụng này các bạn này. Đấy. Cái ứng dụng này nhé, Touch Test. Thì mình giới thiệu sơ lược với các bạn này, cái Touch Test này, Touch Scan này là cái ứng dụng là cái test cảm ứng màn hình nhé, cảm ứng 3D touch này là cảm ứng cái 3D touch khi mình ấn xuống màn hình như này đấy, là nó có lực phản hồi về cái màn hình này dành cho những dòng máy từ 6S này, đến 77 plus cho đến X đấy. Cái này là test cảm ứng đa điểm các bạn nhé, khi dùng 3 ngón tay này. Đấy. Còn cái này zoom này, cái này chỉnh độ sáng này, cái này test loa, cái này test tai nghe loa trên. Đấy. Còn cái này tai nghe này, test rung này, các phím volume này, mic dưới cùng này, mic dưới này, mic phía trên này. Đấy. còn một cái mic phía sau này. Đấy. Thì ba cái mic này, mic dưới cùng, mic phía trước, mic phía sau. Đấy. Còn test camera này, camera test flashlight, flash cái đèn flash này. Còn cái này test sensor này. Cảm biến đấy, các cảm biến đây, na bàn các thứ đấy. Thì bây giờ mình sẽ test từng chức năng cho các bạn xem nhé. Touch screen này, đấy. Các bạn như thường ấy, các bạn test là các bạn hay bấm giữ cái này, các bạn vuốt, đôi khi nó rớt ở đâu các bạn không biết. Nhưng mà ứng dụng này rất hay cái này, nó có các điểm test như Samsung các bạn nhé. Đấy. Nó có báo này. Đấy. Các bạn vuốt này, vuốt tất cả các điểm nhé, xem có điểm chết nào không ấy. Các bạn thấy không? Đấy. Nó tất cả những cái điểm này xem có điểm nào chết không. Như mình vuốt thì đôi khi nó rớt ở đâu mình cũng không biết điểm nào nó chết. Thì cái này ứng dụng này hỗ trợ cho anh em đi mua iPhone. Xong nhá. Test ok tất cả các bạn này. Thì các bạn bấm hai lần vào màn hình, các bạn sẽ chuyển next sang cái này là chuyển 3D touch này. Đấy, 3D touch này các bạn bấm vào đây có lực tác động vào màn hình thì cái số này sẽ nhảy. Các bạn nhìn thấy số nhảy không? Đấy, tác động vào màn hình này. Thì cái 3D touch này vẫn đang sử dụng được các bạn nhé. Đấy. Sau đó mình chuyển sang tiếp theo. Thì cái này là cái cảm biến đa điểm. Ví dụ như sử dụng 4 ngón tay này. Đấy. Thì nó sẽ nhận diện ra mình sử dụng những cái điểm nào. 1 ngón này. Đấy. 3 ngón, 4 ngón. Rồi chuyển sang cái tiếp theo nha. Cái này là cái zoom các bạn này. Zoom như khi zoom xem ảnh. Đấy. Rồi ok.
những cái nào lỗi thì nó sẽ báo ngay. Đây là chỉnh độ sáng. Cái ứng dụng này phù hợp với những anh em mới mua đi mua máy đấy. Đi mua máy có thể sử dụng để test máy. Nó nhanh mà nó tiện. Mình không phải thoát ra ứng dụng ngoài. Ví dụ như các bạn đang test cái camera xong cái các bạn chuyển về lại test cái ứng dụng khác nên nó mất thời gian. Các bạn có thể sử dụng luôn cái này. Đấy, này là cái loa các bạn nghe. Nó dưới này. Các bạn lấy này. Đây là cái tai nghe trên. Cái này nó hơi bé, có khả năng các bạn không nghe cái gì. Loa này. Này, mình chuyển tiếp theo nhé. Đây là cái tai phone nhưng mà mình không cắm tai phone nên nó báo chưa cắm tai phone này. Đây là chế độ rung, mình có thể để xuống bàn này cho các bạn nghe. Còn đây là cái volume bass. Ở volume bass từng này test cái phím volume. Đấy. Phím đấy. Nhận diện volume up và volume down luôn. Chuyển lên chế độ khác này. Đây là cái micro các bạn nhé. Alo. Để mình chạy lại luôn này. Alo. Đây là cái test cái micro dưới. Còn đây là test cái micro phía trước này. Cái micro nó làm chung với cái loa ở trên này các bạn nhé. Cùng với cụ cảm biến ấy. Để khi mình gọi FaceTime hoặc là gọi Zalo có hình thì sẽ sử dụng mic này. Chuyển dịch chức năng. Đây là cái mic sau. Cái mic sau này dùng để quay camera. Khi mình sử dụng camera sau để quay video ấy các bạn, nó sẽ thu âm bằng cái mic sau này nhé. Để test luôn cho các bạn xem. Đây là cái mic sau. Cái mic sau này dùng để quay camera. Khi mình sử dụng camera sau để quay video ấy các bạn, nó sẽ thu âm bằng cái mic sau này nhé. Cái này là test camera sau các bạn này. Còn đây là test camera trước này. Rồi mình chuyển luôn nha. Đây này, bật đèn flash. Đây là test cái cảm biến các bạn này, cảm biến xoay này. Đây là test cảm biến nghiêng. Còn đây là test la bàn. Nếu những chức năng này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Rồi, ok. Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cái ứng dụng mình cảm thấy rất là hay. Thì anh em nào muốn tải cái bản này về dùng thử thì có thể truy cập cái liên kết ở dưới phần mô tả. Mình đã để phần mô tả rồi đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Khoai TV, chúc các bạn thành công.